Kính thưa thầy và kính thưa các bạn, em tên là Thắc Tùng đến từ lớp Trọng Nhân K44. Câu hỏi của em được phân công là câu số 3 và câu hỏi như sau: Những tế bào nào trong máu không có nhân? A. Tế bào lympho, B. Tế bào mono, C. Hồng cầu, D. Bạch cầu Urbazer, E. Bạch cầu hạt đa nhân trung tính. Với câu hỏi này thì chúng ta dễ dàng tìm ra đáp án, đó là đáp án C. Nhưng để mở rộng thêm câu hỏi thì chúng ta cần giải quyết thêm hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, khi nào hồng cầu mắc nhân? Vấn đề thứ hai, tại sao hồng cầu mắc nhân? Để giải thích vấn đề thứ nhất, mời các bạn xem video. So here I'm drawing a blood vessel. The blood vessel contains red blood cells. Here are mature red blood cells, and mature red blood cells are responsible for transporting oxygen around our body. But where do the red blood cells come from? Well, they all arise from the bone marrow. So here I'm drawing a bone. The red blood cells come from stem cells within the bone marrow. Erythropoiesis is the term used to describe erythrocyte synthesis, or the production of red blood cells. Hematopoietic stem cells can differentiate into pro-erythroblast and then early erythroblast. In the early erythroblast stage, we see ribosome synthesis, and this is important because once the early erythroblast becomes a late erythroblast, the ribosomes are synthesizing a lot of hemoglobins, and so we have hemoglobin accumulation. Hemoglobin is the molecule within red blood cells that actually carry the oxygen. So this late erythroblast can then develop into a normal blast, and normal blast already contains all this hemoglobin. A normal blast will then become a reticulocyte. A reticulocyte loses its nucleus. However, it is not a red blood cell just yet. A reticulocyte actually stays in the bone marrow for several days before entering circulation. And once entered into circulation, the reticulocyte, after about 1 to 2 days, or 24 to 48 hours, it will mature and become an erythrocyte. Như chúng ta được biết, hồng cầu được sản sinh tại tủy xương. Nó bắt đầu từ tế bào gốc vạn năng và biệt hóa thành dòng hồng cầu. Từ tế bào gốc vạn năng, nó trở thành tiền nguyên hồng cầu đa sắc, nguyên hồng cầu ưa axit. Nguyên hồng cầu ưa axit sẽ thực hiện quá trình gọi là đẩy nhân để trở thành hồng cầu lưới. Sau đó, hồng cầu lưới xuyên mạch vào máu ngoại vi. Thì sau 24 giờ, mạng lưới biến mất, hồng cầu lưới trở thành hồng cầu trưởng thành. Và chúng ta đã giải quyết xong vấn đề thứ nhất. Còn đối với vấn đề thứ hai, tại sao hồng cầu mắc nhân? Thì em nêu ra ba cái lý do. Lý do thứ nhất, hồng cầu được sản sinh tại tủy xương. Thì như chúng ta được biết, nhân là một trung tâm điều khiển của một tế bào và ADN trong nhân cần thiết cho sự sản sinh của bất kỳ tế bào nào. Bởi vì hồng cầu sản xuất tại tủy xương nên nhân không có vai trò trong việc sản sinh hồng cầu. Và cái lý do thứ hai là tiết kiệm không gian. Không có nhân cho phép hồng cầu nhường chỗ cho hemoglobin, từ đó cho phép vận chuyển được nhiều khí CO2 và khí oxy hơn, do đó nó sẽ thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất của cơ thể. Cái lý do thứ ba là hạn chế việc tiêu thụ oxy. Do không có nhân và bào quang nên hồng cầu sẽ hạn chế tối đa việc tiêu thụ khí oxy. Từ đó, nó sẽ ưu tiên lượng khí oxy cho các tế bào và mô của cơ thể. Bên cạnh đó thì hồng cầu nó di chuyển theo dòng máu nên nó không cần bất kỳ nguồn năng lượng nào của cơ thể. Phần làm bài của em tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.